Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Những vàng bị đánh cắp từ tượng thánh Nicholas trong nhà thờ Ý. Đức Tổng giám mục Riga thăm trẻ em tị nạn Ukraine. Nhật ký trừ tà 182. Satan làm chứng cho sự thánh thiện của bí tích thánh thể. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Những vàng bị đánh cắp từ tượng thánh Nicholas trong nhà thờ Ý. Một tên trộm đã đột nhập vào vương cung thánh đường thánh Nicholas ở thành phố Paris, miền nam nước này vào ban đêm, lấy một chiếc nhẫn vàng từ ngón tay của một bức tượng của vị thánh, người được các Kitô hữu Công giáo và chính thống tôn kính, và di tích của người đã thu hút rất nhiều khách hành hương từ Nga đến ngôi thánh đường Ý này. Nhật báo Corriere della Sera dẫn lời cảnh sát ở Paris cho biết, các camera giám sát video cho thấy một người đàn ông đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ phá cửa kim loại để vào nhà thờ trước bình minh hôm thứ Ba. Các nhân viên nhà thờ cho biết tên trộm đã lấy trộm tiền của các tín hữu để lại trong một chiếc hộp đựng tiền và mở một tủ kính trưng bày một bức tượng cao mô tả vị thánh. Bên cạnh chiếc nhẫn, kẻ trộm còn lấy đi một cuốn sách được trang trí bằng bạc mà bức tượng của vị thánh cầm trên tay. Thánh Nicholas được tôn kính nhiều ở Paris, một thành phố cảng Adriatic, và sự nổi tiếng của ngài được coi là cầu nối giữa Tây và Đông. Với cử chỉ này, tên trộm đã chạm đến thần kinh của các tín hữu và văn hóa Barrio. Đức Tổng giám mục Paris Giuseppe Satriano nói với TV2000, một đài truyền hình Công giáo Ý. Ngài cho rằng những đồ vật bị đánh cắp sẽ khó bán vì chúng nổi tiếng và được xếp vào danh mục. Thị trưởng Paris, ông Antonio De Caro, cho biết Vương cung Thánh đường là một điểm đến hành hương nổi tiếng, đặc biệt là đối với du khách đến từ Nga. Năm 2003, một bức tượng của vị thánh đã được dựng lên bên ngoài nhà thờ như một món quà của Tổng thống Nga Putin. Sinh ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ thứ Ba, Thánh Nicholas là vị thánh bảo trợ của các thủy thủ. Khi còn trẻ, Nicholas đã lên một con tàu để hành trình đến thánh địa, và trên đường trở về, con tàu đã bị đe dọa bởi một cơn bão lớn. Sau khi ngài cầu nguyện, sóng đã dịu dần. Các thủy thủ từ Paris cuối cùng đã mua được hài cốt của ngài và đưa hài cốt của thánh nhân đến thành phố miền nam nước Ý vào năm 1087, nơi sau đó hài cốt của thánh nhân được chôn cất trong hầm mộ của một nhà thờ mới. Đức Tổng giám mục Riga thăm trẻ em tị nạn Ukraine. Đức Tổng giám mục Zbigniew Stankovic đã đến thăm trẻ em tị nạn Ukraine ở Latvia, hay còn gọi là Lithuania, vào hôm thứ Sáu. Chào mừng các em đến đất nước khi một cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của các em đang được chuẩn bị. Chuyến thăm ngày 25 tháng 3 của Đức Tổng giám mục Riga tới trung tâm dành cho người Ukraine đã đánh dấu ngày lễ truyền tin và thánh hiến Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Caritas Latvia và giáo hội trong nước đang tổ chức triển lãm các bức vẽ do trẻ em tị nạn Ukraine thực hiện, sẽ khai mạc vào tháng 5. Triển lãm nghệ thuật nhằm giúp trẻ em vượt qua những căng thẳng về tinh thần mà chúng phải chịu đựng trong khi thoát khỏi sự xâm lược của Nga ở Ukraine, và giúp chúng cảm thấy thoải mái hơn ở một đất nước mới, một đại diện của Tổng giáo phận Riga nói với CNA. Cùng tham dự sự kiện này còn có Leonid Rebenik, bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Ukraine ở Riga. Chuyến thăm được tổ chức bởi Gabriela Gapier, một nhà sử học nghệ thuật, người phụ trách triển lãm. Trong chuyến thăm, Đức Tổng giám mục Stankovic đã chúc phúc cho trẻ em và cha mẹ của chúng và nói chuyện với các tình nguyện viên. Ngài cũng xem các bức vẽ của trẻ em, đánh giá cao khả năng nghệ thuật của các em. Đức Tổng giám mục cũng ban phép lành cho các em và đọc kinh cùng với cha Roman Sapochak,
của giáo xứ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở Riga. Cha mẹ của những đứa trẻ sau đó đã nói chuyện với Đức Tổng giám mục Skankovic và cha Roman về kinh nghiệm của họ, và Đức Tổng giám mục đã mời họ đến thăm các giáo xứ Công giáo của thành phố. Exorcist Diary number 182. Satan làm chứng cho sự thánh thiện của bí tích thánh thể. Thông thường, rất khó để thỉnh được một người bị ma quỷ chiếm hữu hoàn toàn đi tham dự thánh lễ. Khi chúng ta khuyến khích người đó một cách thường xuyên, người bị quỷ ám cảm thấy kinh hãi thánh thể một cách lạ lùng. Ca cũng không ngoại lệ. Chúng tôi không thể khiến cô ấy đi nếu không thực sự kéo cô ấy vào nhà thờ. Và sau đó, ngồi suốt cả thánh lễ thật đau đớn, nếu không muốn nói là không thể. Sau nhiều tháng bị trừ tà, cô ấy đã khá hơn nhiều, nhưng việc đưa cô ấy vào nhà nguyện vẫn là một cuộc đấu tranh rất lớn. Cuối cùng chúng tôi đã có thể sắp xếp một thánh lễ riêng cho cô ấy, cha cô ấy và chú của cô ấy. Trong 3 ngày trước thánh lễ đã định, cô ấy hầu như liên tục có các cử chỉ phản kháng. Những con quỷ biết những gì đã được lên kế hoạch và chúng đã tìm cách né tránh. Chúng thao túng cô và mọi người khác, cố gắng phá hoại sự kiện, nhưng không ai nhúc nhích. Khi ngày đó đến, gia đình của cô, tất cả đã phải vất vả kéo cô ấy vào nhà nguyện. Cô ấy được ngồi giữa 2 thành viên trong gia đình, những người đã giữ cô ấy tại chỗ. Sau đó, thánh lễ bắt đầu. Khi thánh lễ diễn ra, cô ấy tiếp tục la hét. Ông đang giết tôi! Cô ấy nói bụng cô ấy đau và cô ấy cảm thấy buồn nôn. Cô ấy dãy giụa nhiều lần. Chúng tôi có một cái xô gần đó và cô ấy đã ói vào một lớp bọt trắng xóa trong thùng. Khi tin mừng được đọc, cô đã phản ứng dữ dội. Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất khó tập trung. Sau đó, đến phần rước lễ, sau nhiều lần dỗ dành và cuối cùng là cha cô ấy phải ra lệnh, cô ấy đã mở miệng. Khi tôi đến gần với Bình Thánh, cô ấy hét lên, ông đang đốt cháy tôi. Tôi đưa mình Thánh Chúa vào miệng cô ấy. Cô đập tay mạnh xuống ghế và cố gắng nhổ bánh thánh ra. Nhưng cha cô đã giữ miệng cô lại. Sau đó, cô ấy nói rằng bánh thánh có vị giống như tro. Sau khi thánh lễ kết thúc, cô trở lại là chính mình. Cô ấy nói những con quỷ đã biến mất, ít nhất là tạm thời, và cô ấy đã bình an. Cô ấy cười, nói đùa và vui vẻ. Satan, dù đã không chủ ý, đã làm chứng cho tất cả những gì là thánh thiêng. Nó quằn quại khi bị rầy nước thánh. Nó co rúm người khi nhìn thấy một cây thánh giá được làm phép, và nó điên cuồng hét lên khi tiếp xúc với bí tích thánh thể. Về phần mình, chúng tôi cũng làm chứng cho sự thánh thiện của bí tích thánh thể. Chúng ta cúi mình trước thánh thể trong nhà tạm. Chúng ta tôn thờ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong giờ chầu thánh thể. Chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa Giêsu trong thánh lễ với lòng tôn kính cao độ. Như Thánh Tô-ma đã viết, chúng ta thật diễm phúc biết bao khi nhận được bánh của các thiên thần. Lời nguyện tận hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng con, trong thời gian thử thách này, chúng con hướng về mẹ, là mẹ của chúng con. Mẹ yêu thương chúng con và biết chúng con. Không có mối lo lắng nào của trái tim chúng con được che giấu khỏi mẹ. Lạy mẹ của lòng thương xót, chúng con đã thường xuyên cảm nghiệm được sự chăm sóc cẩn trọng cùng sự hiện diện yên bình của mẹ. Mẹ không bao giờ ngừng hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng tử của hòa bình. Tuy nhiên, chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình đó. Chúng con đã quên bài học rút ra từ những thảm kịch của thế kỷ trước. Sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống trong 2 cuộc chiến tranh thế giới. Chúng con đã bỏ qua những cam kết mà chúng con đã thực hiện với tư cách là một cộng đồng các quốc gia. Chúng con đã phản bội ước mơ hòa bình của mọi người
và hy vọng của những người trẻ tuổi. Chúng con trở nên bệnh hoạn với lòng tham. Chúng con chỉ nghĩ đến quốc gia và lợi ích của chúng con. Chúng con trở nên thờ ơ và bị cuốn hút vào những nhu cầu và mối quan tâm ích kỷ của mình. Chúng con đã chọn phớt lờ Chúa, hài lòng với ảo tưởng của mình, trở nên kiêu ngạo và hung hãn, đàn áp những sinh mạng vô tội và tích trữ vũ khí. Chúng con không còn là người trông coi và quản lý ngôi nhà chung của chúng con nữa. Chúng con đã tàn phá trái đất bằng chiến tranh và bởi tội lỗi của mình. Chúng con đã làm tan nát tấm lòng của Cha chúng con trên trời, Đấng mong muốn chúng con trở thành anh chị em. Chúng con trở nên thờ ơ với mọi người và mọi thứ, ngoại trừ chính mình. Giờ đây với sự xấu hổ, chúng con kêu lên lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con. Lạy Mẹ rất thánh, giữa nỗi khốn cùng vì tội lỗi của chúng con, giữa những đấu tranh và yếu đuối của chúng con, giữa bí ẩn của tội ác là sự giữ và chiến tranh, Mẹ nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chúng con bằng tình yêu thương, luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng con và đem chúng con vào cuộc sống mới. Người đã ban Mẹ cho chúng con và làm cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ trở thành nơi nương tựa cho giáo hội và cho toàn thể nhân loại. Theo ý muốn nhân từ của Thiên Chúa, Mẹ luôn ở với chúng con, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử của chúng con. Mẹ vẫn ở đó để hướng dẫn chúng con bằng lòng yêu mến dịu dàng. Giờ đây, chúng con cùng hướng về Mẹ và gõ cửa trái tim Mẹ. Chúng con là những đứa con yêu quý của Mẹ. Trong mọi thời đại, Mẹ khiến chúng con biết đến Mẹ, kêu gọi chúng con hoán cải. Vào giờ phút đen tối này, xin giúp chúng con và ban cho chúng con sự an ủi của Mẹ. Hãy nói với chúng con một lần nữa, Mẹ ở đây, Mẹ là Mẹ của con đây. Mẹ có thể tháo gỡ những nút thắt của trái tim chúng con và của thời đại chúng con. Chúng con tín thác nơi Mẹ. Chúng con vững tin rằng đặc biệt là trong những giây phút thử thách, Mẹ sẽ nhậm lời chúng con cầu xin và sẽ giúp đỡ chúng con. Đó là những gì Mẹ đã làm tại Cana ở Galilee. Khi Mẹ cầu bầu với Chúa Giêsu và người đã làm việc đầu tiên trong các dấu lạ của mình, để giữ niềm vui tiệc cưới, Mẹ đã nói với người: họ hết rượu rồi. Hỡi Mẹ, xin hãy lặp lại những lời đó và lời cầu nguyện đó, vì trong những ngày này của chúng con đã cạn kiệt rượu hy vọng, niềm vui đã vụt tắt, tình huynh đệ đã tàn lụi. Chúng con đã quên nhân tính của mình và phung phí món quà hòa bình. Chúng con đã mở lòng mình trước bạo lực và sự tàn phá. Chúng con rất cần sự giúp đỡ của Mẹ. Vì thế lạy Mẹ, xin nhậm lời cầu xin của chúng con. Lạy Đức Mẹ như sao mai, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong cơn bão táp chiến tranh. Lạy Đức Mẹ như hòm bia Thiên Chúa, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy khôi phục hòa bình của Chúa cho thế giới, hãy loại bỏ hận thù và khát khao trả thù, và dạy chúng con sự tha thứ.
xin giải thoát chúng con khỏi chiến tranh, bảo vệ thế giới của chúng con khỏi sự đe dọa của vũ khí hạt nhân. Lạy nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi, xin làm cho chúng con nhận ra nhu cầu cầu nguyện và yêu mến. Lạy nữ vương các gia đình, xin hãy chỉ cho mọi người con đường của tình huynh đệ. Lạy nữ vương ban sự bằng an, hãy đem hòa bình đến cho thế giới chúng con. Hỡi mẹ, xin cho lời cầu xin đau buồn của mẹ khuấy động trái tim chai đá của chúng con. Xin cho những giọt nước mắt mà mẹ đã rơi vì chúng con sẽ làm cho thung lũng khô cằn bởi sự thù hận của chúng con nở hoa một lần nữa. Giữa sấm sét của bom đạn, lời cầu nguyện của mẹ có thể biến suy nghĩ của chúng con trở nên hòa bình. Vòng tay dịu dàng của mẹ sẽ xoa dịu những ai đang đau khổ và chạy trốn khỏi cơn mưa bom đạn. Lòng mẹ bao la có thể an ủi những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và quê hương của họ. Nguyện xin trái tim đau buồn của mẹ đem chúng con đến lòng nhân ái và truyền cảm hứng để chúng con mở rộng cửa và quan tâm đến những anh chị em của chúng con, những người bị thương và bị gạt sang một bên. Lạy mẹ là Thánh Mẫu Thiên Chúa, xin đứng dưới thập giá. Chúa Giêsu khi thấy người môn đệ đang ở bên cạnh đã nói: "Này là con của mẹ." Bằng cách này, Chúa Giêsu đã giao phó mỗi chúng con cho mẹ. Người nói với môn đệ và với từng người trong chúng con: "Này là mẹ của anh em." Lạy mẹ Maria, giờ đây chúng con ao ước được chào đón mẹ vào cuộc sống và lịch sử của chúng con. Vào giờ này, cả nhân loại mệt mỏi và quẫn trí đang đứng với mẹ dưới chân thánh giá, cần phó thác chính mình cho mẹ và nhờ mẹ dâng mình cho đấng cứu thế. Người dân Ukraine và Nga, những người tôn kính mẹ hết lòng, giờ đây cùng hướng về mẹ, ngay khi trái tim mẹ hòa nhịp với lòng từ bi nhân ái đối với họ và đối với tất cả những dân tộc bị tàn phá bởi chiến tranh, đói kém, bất công và nghèo đói. Vì vậy, lạy mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng con, cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, chúng con long trọng giao phó và dâng hiến chính mình, giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt nước Nga và Ukraine. Xin hãy chấp nhận hành động mà chúng con thực hiện với sự tín thác và lòng yêu mến, để chiến tranh có thể kết thúc và hòa bình lan rộng khắp thế giới. Lời xin vâng nảy sinh từ trái tim mẹ đã mở ra cánh cửa lịch sử cho hoàng tử hòa bình. Chúng con tin tưởng rằng qua trái tim của mẹ, hòa bình sẽ rạng rỡ một lần nữa. Đối với mẹ, chúng con dâng hiến tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của mọi người, những lo lắng và hy vọng của thế giới. Qua lời cầu bầu của mẹ, xin lòng thương xót của Thiên Chúa được tuôn đổ trên mặt đất và nhịp điệu hòa bình nhẹ nhàng trở lại để đánh dấu những ngày của chúng con. Đức mẹ của xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, khôi phục giữa chúng con sự hòa hợp đến từ Thiên Chúa. Nguyện xin mẹ là nguồn hy vọng sống động của chúng con, tưới nước cho trái tim khô héo của chúng con. Trong lòng mẹ, Chúa Giêsu đã lấy xác thịt, thúc đẩy
và nuôi dưỡng sự hiệp thông của chúng con. Mẹ đã từng lướt qua các đường phố trong thế giới của chúng con. Giờ đây, xin hãy dẫn dắt chúng con trên những con đường hòa bình. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.